chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với SC House. Ngày hôm nay chúng mình sẽ mang đến cho các bạn video mở hộp và đánh giá nhanh chiếc tai nghe Bluetooth Vimoda Basis Wireless. Chiếc tai nghe này đang được sale chỉ còn 1.790.000 đồng với số lượng có hạn tại SC House. Và bây giờ chúng mình hãy cùng đi vào nội dung của video ngày hôm nay ngay bây giờ nhé. Hộp của sản phẩm được niêm phong bởi một sợi ri băng nhỏ. Cắt bỏ sợi ri băng này, chúng ta có thể tìm thấy những phụ kiện được nhà sản xuất trang bị bên trong. Đầu tiên là sách hướng dẫn sử dụng, tiếp theo là một chiếc túi đựng tai nghe với thiết kế thoáng khí, một dây sạc micro USB, một chiếc tai nghe Vimoda Basis Wireless. Và cuối cùng, chúng ta sẽ có 3 size Sportfin và 4 size Bliss 3.0 Eartip. Và đó là tất cả những phụ kiện có trong chiếc hộp của sản phẩm. Bây giờ chúng mình hãy cùng đánh giá nhanh về thiết kế cũng như những tính năng nổi bật của chiếc tai nghe này. Xem với mức giá 1.700.000 thì Vimoda Basis Wireless có gì hấp dẫn nhé. Tai nghe Basis tạo ra một cuộc cách mạng cho tai nghe thể thao với thiết kế Tri-Fit, ba kiểu đeo tai nghe khác nhau đảm bảo sự thoải mái và hỗ trợ cho mọi kích thước và hình dạng tai người dùng. Tri-Fit 1 Ear Hook, kiểu móc tai Active Flex được làm bằng kim loại có thể bẻ cong, quấn quanh vành tai, giữ cho tai nghe luôn chắc chắn dù bạn chạy bộ hay tập luyện với cường độ cao. Tri-Fit 2 Sportfin, loại móc vào bên trong hốc tai, giữ tai nghe ổn định, không bị rớt ra ngoài khi vận động mạnh. Làm bằng vật liệu mềm như da tai của con người, có 3 kích cỡ khác nhau là S, M, L để đảm bảo vừa vặn nhất. Tri-Fit 3 Combo, sử dụng cả hai loại trên cùng một lúc để tối đa sự ổn định và vừa vặn, tập luyện hăng say mà không cảm thấy phiền khi tai nghe bị rơi ra ngoài. Bliss 3.0 Fitting là nút tai với 4 kích cỡ khác nhau XS, S, M, L, thương hiệu Bliss cao cấp, đảm bảo sự thoải mái và cách ly tiếng ồn tốt nhất. Vimoda Basis Wireless có trọng lượng cực nhẹ, chỉ 17g cùng với dây tai nghe mềm và bền bỉ nên gần như không có cảm giác khi đeo. Kết hợp với thiết kế chống rối nên bạn sẽ không gặp phải hiện tượng dây tai nghe bị rối trong quá trình luyện tập. Đặc biệt, với thiết kế chuyên dụng dành cho thể thao nên Vimoda Basis Wireless có thể hoạt động dưới mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt như nhiệt độ cao và tia cực tím. Vimoda cho biết họ trang bị cho sản phẩm của mình khả năng chống thấm nước cực cao nhờ công nghệ nano coating 2 lớp nên Basis Wireless có thể hoạt động tốt trong môi trường ẩm ướt cũng như nhiều mồ hôi trong quá trình luyện tập thể dục thể thao. Phía dưới phần dây được trang bị một cụm bao gồm một micro cao cấp để đàm thoại trong quá trình sử dụng, 3 phím cứng điều khiển với các chức năng như điều chỉnh âm lượng, qua bài, nhận hoặc từ chối cuộc gọi, kích hoạt Siri hoặc Google Assistant trên các thiết bị iOS hoặc Android. Phần housing có trang bị 5 châm nên hai chiếc tai nghe có thể dính chặt với nhau, giúp cố định tai nghe không bị rơi khi người sử dụng không nghe nhạc. Đúng với tên gọi của nó, Basis Wireless được Vimoda phát triển để tối đa hóa tác động với âm trầm sâu và chính xác, âm trung sống động và âm cao rõ nét được bao quanh bởi một âm trường 3D rộng lớn cho chất lượng âm thanh đặc biệt để tối ưu hóa cả những bài tập có cường độ cao nhất. Để làm được điều đó, Vimoda đã trang bị cho Basis Wireless một driver dynamic 10mm để giúp tái tạo âm bass sâu và độ chi tiết vượt trội, giúp bạn có thể vượt qua mọi giới hạn của bản thân trong luyện tập thể thao. Basis Wireless được trang bị codec giải mã âm thanh Qualcomm aptX cao cấp cho chất lượng âm thanh không dây sánh ngang với chất lượng đĩa CD. Đồng thời, chiếc tai nghe này cũng hỗ trợ codec AAC và SBC cho trải nghiệm âm thanh hoàn hảo trên cả thiết bị Android và iOS. Với kết nối Bluetooth được tối ưu hóa, cho phép khoảng cách từ tai nghe đến thiết bị nghe nhạc theo công bố của nhà sản xuất đạt tới 10m. Đồng thời, Basis Wireless cũng có khả năng kết nối hai thiết bị cùng lúc. Người dùng có thể kết nối tai nghe với hai nguồn cùng lúc, ví dụ như chiếc điện thoại và laptop để làm việc, kết nối với điện thoại và smartwatch khi đang tập luyện. Để đáp ứng nhu cầu tập luyện cường độ cao, Basis Wireless cũng được trang bị một viên pin dung lượng lớn, cung cấp hơn 11 giờ nghe nhạc, kết hợp với chế độ sạc nhanh qua cổng USB.
Vimoda công bố với 15 phút sạc, Bayfit Wallet có thể dùng tới 2,5 tiếng, đáp ứng cường độ luyện tập cao và kéo dài của người dùng bình thường cho tới những vận động viên chuyên nghiệp. Vimoda Bayfit Wallet cho mình một cảm giác đeo cực kỳ thoải mái với trọng lượng nhẹ cùng thiết kế ấn tượng, nên mình nghĩ chiếc tai nghe này không chỉ phù hợp để đeo khi luyện tập mà còn có thể phục vụ cho các bạn trong hoạt động nghe nhạc giải trí hàng ngày. Eartip được hoàn thiện từ chất liệu cao cấp nên mang lại cho mình một cảm giác chống ồn khá tốt, tạo được một không gian kín trong khoang tai để chiếc tai nghe này có thể thoải mái phô trương khả năng tái tạo âm thanh, đặc biệt là âm bass cực đỉnh. Các phím bấm cũng được đặt tại vị trí dễ dàng thao tác và thân thiện với người dùng, có độ nảy tốt cũng như vị trí bấm dễ nhớ. Các tổ hợp phím chắc chắn cũng dễ dàng làm quen, nên khi sử dụng mình hoàn toàn không cần dùng đến smartphone trong việc điều chỉnh một số tác vụ nghe nhạc cũng như nhận hay từ chối cuộc gọi. Vimoda là hãng sản xuất tai nghe nổi tiếng trên thế giới, nên tất nhiên Bayfit Wallet cũng được nhà sản xuất trang bị cho một khả năng tái tạo âm thanh tốt. Do mình ấn tượng với tên gọi của chiếc tai nghe này nên khi nghe thử lần đầu tiên mình chú ý khá nhiều đến âm bass. Và không ngoài sự kỳ vọng của mình, âm bass thực thể hiện cực kỳ xuất sắc, đánh cực nảy và gọn gàng. Với các giải âm khác thì mình sẽ cần nhiều thời gian để trải nghiệm hơn để đưa ra được những đánh giá khách quan nhất. Và các bạn hãy nhớ đón xem những video đánh giá chi tiết Vimoda Bayfit Wallet trong thời gian tới của tụi mình nhé. Trên đây là video mở hộp và trải nghiệm nhanh Vimoda Bayfit Wallet của SV House. Hãy nhớ like, share và subscribe nếu thấy video này hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!